Ichiban Grill and Supreme Buffet là một nhà hàng rộng lớn và lịch sử nhất với thức ăn Trung Hoa, Nhật và Mỹ. Chúng tôi có trên 100 món ăn và những món ăn mới lạ trong những ngày lễ. Nhà hàng mở cửa ngày Thanksgiving, Christmas, New Year và Tết. Ngoài ra, quý khách có thể chọn các thực phẩm mà chúng tôi sẽ nấu cho quý vị. Chúng tôi có Red Eye Steak, Salmon Butter Shrimp, Crab Meat, Sushi và rất nhiều thức ăn hải sản cùng món ăn dim sum, có nhiều trái cây và thức ăn tráng miệng. Đoàn thể trên 15 người được giảm 20%, trẻ em dưới 2 tuổi miễn phí, người cao niên giảm 20%.